Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đang nóng trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi. Rời xa nhau vì mình có duyên không?